Bây giờ mày ra ngoài ngõ đợi, tao sẽ vào bằng đường này. Chúng nó về thì gọi cho tao. Alo. Thằng kia mày trông trái kiểu gì thế? Thằng chồng nó. Thằng chồng nó vừa mới đi rồi. Alo. Alo. Rồi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chia nào. Màu trắng hết. Mày làm gì vào đâu ấy? Lên phòng thôi em, vợ anh còn lâu rồi mới về. Chú. Bố thằng ngu.